Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Zen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở bài học này chúng ta sẽ tiến hành upload nhiều file cùng lúc. Thì buổi học trước chúng ta đã cùng nhau thực hiện cách là upload một file và kiểm tra validate đối với data. Trước tiên thì mình sẽ nói về phương pháp mà chúng ta upload nhiều file. Ở đây thì bạn thấy mình thử demo trường hợp hôm trước. Nếu ở đây mình nhấn vào button chọn tệp thì mình có thể bôi để chọn được nhiều ha, hoặc là bạn nhấn control để chúng ta có thể chọn nhiều. Tuy nhiên là ở đây mình đã nhấn control nhưng mà vẫn chỉ chọn được một hình duy nhất, hoặc là ở đây mình kéo thì mình vẫn không thể nào là chọn được nhiều file. Vậy thì để upload được nhiều file, bạn cần setup như sau. Mình sẽ tiến hành đi vào scope. Trước tiên thì mình sẽ thêm một attribute vào trong input của mình. Thì input mình cần thêm đó chính là type file và file upload này. Thì để mà upload được nhiều file thì ở đây bạn cần thêm một thuộc tính nữa, một attribute nữa, đó chính là mintable. Mintable nó được set giá trị là true. Thì nếu mà bạn không set cho nó giá trị true thì nó sẽ mang giá trị false, tức là bạn không thể chọn được nhiều file. Ở đây mình chọn là giá trị true thì có thể chọn được nhiều file. Mình tiến hành refresh thử ha. Ở đây mình bôi thì bạn thấy là mình có thể chọn được nhiều tệp. Như vậy là mình đã set up cho input. Tiếp theo thì bạn cần phải set up cho controller. Rồi, mình sẽ đi vào controller. Thay vì sửa thông tin ở đây thì mình sẽ giữ phần input này lại ha. Mình sẽ tạo ra một phương thức mới để cho các bạn có thể test đối với phương thức là upload nhiều file. Rồi, mình sẽ đặt ở đây là upload multi file ha. Upload multi. Upload multiple action và mình cũng lấy là từ form upload file luôn và get data. Ở đây thì bạn thấy là sau khi mà mình set data vô file, tạm thời mình sẽ xóa nội dung này ha. Bạn có thể test lại, có thể xem ở phương thức index. Mình sẽ xóa nội dung này đi. Sau khi mà mình set data cho file rồi kiểm tra thông tin của file invalid thì mình sẽ nhận thông tin của file, xem thử là mình chọn multi file thì mình nhận được những gì nha. Ở đây mình sẽ tạo một biến, ví dụ như mình đặt là data chẳng hạn, data bằng, mình dùng biến là form và trở tới phương thức là get data. Thì sau khi mà các bạn đã set được data ở line 56 này thì mình sẽ dùng là get data để chúng ta lấy thông tin của data nếu mà trường hợp form của mình valid. Rồi ở đây mình sẽ echo hết tất cả thông tin data trước khi mà mình thực hiện upload để xem thử cấu trúc data của chúng ta nó như thế nào. Rồi mình sẽ dùng echo để mà lấy ra thông tin của file và xem thông tin đó. Ở đây mình bỏ comment. Rồi, thay vì bring file thì mình sẽ bring data. Tiếp theo thì mình sẽ die đi để cho nó không chạy xuống trường hợp ở dưới là upload file. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử. Thì bạn thấy là mình đã tạo ra một controller mới, do vậy thì mình cần phải chạy đối với đường dẫn mới của mình. Đó là upload file. Sau đó mình duyệt là upload multiple. Ở đây thì mình cũng get được một input tương tự. Tuy nhiên bạn quan sát thì ở đây mình thấy là đang chạy action của upload multiple ha, do mình đã tạo ra một file upload chính là bằng form upload file luôn. Rồi mình thử chọn tệp. Ở đây mình bôi nhiều và bạn thấy là hình đối với hình bé này thì nó sẽ không valid. Vì hôm trước mình đã tạo ra một validator là chỉ cho phép upload file bé hơn 200KB. Nhưng file ở đây là khá lớn, do vậy thì mình sẽ không chọn được file này. Tuy nhiên thì mình sẽ thử đối với trường hợp là file này không valid. Mình nhấn open thì mình thấy là thông báo chọn được 3 tệp. Mình nhấn button upload. Rồi, mình nhận được một thông báo là file bạn chọn quá lớn và vui lòng chọn file có kích thước bé hơn. Như vậy thì nó không thể nào đi vào trường hợp valid, do nên là không thể upload. Bây giờ mình sẽ tiến hành chọn lại những file mà thỏa mãn điều kiện. Và mình thử chọn hai file này và cả file cherry. Mình nhấn open thì bạn thấy cũng là 3 tệp, mình nhấn button upload. Rồi ở đây mình nhận được một thông báo là upload file ở line 29 phương thức name. Rồi sorry các bạn, bạn thấy là khi cái form của mình được submit đi thì nó đã quay về là upload file chứ không phải là upload multi file nữa, do là index của mình set đối với view này đó là index. Thì bạn mở index hôm trước mình có thấy là hôm trước mình đã thực hiện là tạo ra URL và gọi đến action là index. Do vậy thì để chắc chắn hơn thì bạn nên tạo ra một view mới ha. Ở đây mình sẽ gọi là tạo một file mới và đặt tên là multiple.
Rồi. Vậy ở đây mình sẽ tạo ra trong upload file mình build một file và đặt là minttable.html. Mình cũng copy nội dung này tương tự ha. Tuy nhiên là đường dẫn này mình sẽ không gọi đến action là index mà mình sẽ gọi đến action chính là upload minttable. Truyền nội dung này vào đây. Mình sửa một xíu về title ha. Ở đây mình đặt là upload minttable file. Rồi. Thực hiện tương tự. Bây giờ mình sẽ quay lại đối với controller là upload minttable. Thì bạn thấy giao diện của mình bây giờ nó đã là upload minttable file. Mình nhấn button chọn tệp. Và ở đây mình chọn hai tệp. Nhấn open và nhấn vào button upload. Thì bạn thấy thông tin của mình trả được đó chính là một mảng là file upload, chính là tên của input mình. Và bên trong là chứa array, tức là mỗi array là thông tin của một hình ảnh. Rồi như bạn thấy thì mình đã lấy được toàn bộ thông tin. Vậy thì bây giờ để upload được vào trong server, mình sẽ dùng vòng lặp để up tất cả các file này vào. Mình tiến hành đi vào sự code upload ở controller. Không, mình không cần thiết phải equal và die nữa ha. Rồi, mình cũng sẽ sử dụng file filter để chúng ta thực hiện việc upload. Nhưng ở đây mình sẽ dùng vòng lặp for each. Biến mình cần lặp đó chính là data. Đi vào là file upload. Rồi, add. Ví dụ mình add nội dung này là image chẳng hạn. Image. Sau đó thì mình sẽ tiến hành upload tất cả các thông tin ở đây. Mình control x đoạn này, sau đó mình đưa đoạn này vào trong for x. Rồi, sửa lại một số thông tin ở đây ha. Upload file. File upload thì rõ ràng bạn thấy là mình đã đi vào trong này rồi. Thì bạn có thể là image. Ở đây là biến image. Và mình sẽ đi vào là name image. Là mỗi array và mình sẽ đi vào biến name ở đây. Rồi, mình cũng sẽ cho người dùng random đối với là tên. Sau đó mình filter biến của mình chính là image. Rồi, nếu mà for x thành công thì mình sẽ thông báo là đã upload. Rồi, mình sẽ chạy thử đối với trường hợp này. Trước tiên thì mình sẽ mở cửa sổ song song ha. Ở đây thì bạn thấy mình có hai cửa sổ, thư mục upload là chưa có nội dung gì cả. Mình chọn tệp và mình chọn hai tệp tương ứng, nhấn button open và upload. Thì bạn thấy nội dung thông báo của mình là đã upload thành công và hai file của mình đã được đi vào trong. Bạn có thể chọn đối với những trường hợp mà validate của mình nhấn open và upload. Thì bạn thấy nội dung của file mình trả về đó chính là file bạn chọn quá lớn, vui lòng chọn file có kích thước bé hơn. Lý do nó thông báo được và nó không thông báo được lỗi mà mình đã tạo ra, ông mình đã chọn file xlx, đó chính là vì mình đã khai báo đối với input filter này. Có nghĩa là mình đã khai báo giá trị này là true, tức là nếu mà file của mình bị lỗi thì nó sẽ rắc lỗi luôn mà không chạy tới cái trường hợp là kiểm tra tiếp theo. Rồi, như vậy là mình đã tiến hành demo cho các bạn việc upload minttable vào trong project, thì bạn có thể thực hiện lại tương tự. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.